Hi there, it's me. Welcome back to our channel. Our lesson today is Communication, Unit 11, Our Greener World. Bài học hôm nay của chúng ta sẽ là bằng Communication nha, bài 11. Now, are you ready? Let's get started. Activity 1. Listen and read the dialogue between me and Mike. Pay attention to the highlighted sentences. Activity 1. Listen and read the dialogue between Mai and Mike. Pay attention to the highlighted sentences. Okay. Trong phần hoạt động ngày hôm nay, trong phần hoạt động trong phần 1, chúng ta sẽ cùng nhau nghe và đọc cái đoạn hội thoại sau giữa bạn My và bạn Mike, và chúng ta hãy chú ý đến những câu được highlight nhé. Now listen. Unit 11. Our Greener World. Page 53. Communication. Everyday English. Giving warnings. Activity 1. Listen and read the dialogue between me and Mike. Pay attention to the highlighted sentences. You are giving the goldfish too much food. Don't do that. Why? If you give them too much food, they will die. I see. Thank you. Me, are you giving the goldfish too much food? Don't do that. Me, bạn đang cho cá vàng ăn quá nhiều đó. Đừng có làm điều đó. Đừng có làm thế. Mike, why? Tại sao? Me, if you give them too much food, they will die. Nếu mà bạn cho chúng ăn quá nhiều đồ ăn thì chúng sẽ chết. Mike, I see. Thank you. À, thì đó là vậy, cảm ơn nha. Ok, như vậy là trong bài học ngày hôm nay của chúng ta, các bạn hãy lưu ý đến những phần tua vàng. Đó là những giving warnings, đưa ra một số lời cảnh báo. Alright, don't do that, đừng có làm điều đó. Nếu mà mình làm chúng, nếu mà mình cho chúng ăn quá nhiều thì chúng sẽ chết. Ok, đó là gì? Giving warnings, đưa ra những lời cảnh báo. Alright, các bạn hãy lưu ý nha. Two. Work in pairs. Student A is watering flowers in the garden. Student B is giving some warnings. Act out the dialogue. Remember to use the highlighted language in one. Activity 2. Work in pairs. Student A is watering flowers in the garden. Student B is giving some warnings. Act out the dialogue. Remember to use the highlighted language in one. Trong phần hoạt động số 2, chúng ta sẽ làm việc theo cặp. Bạn học sinh A sẽ tưới hoa trong vườn. Bạn học sinh B sẽ đưa ra. Bạn học sinh B sẽ đưa ra một số cái lời cảnh báo. Chúng ta sẽ thực hiện cái đoạn hội thoại này, và chúng ta hãy lưu ý sử dụng những cái phần được highlight ở trong phần hoạt động số 1 nha. A for example, ví dụ ở đây. Ví dụ như ở đây, bạn A sẽ nói sao? You are giving too much water to the flowers. Don't do that. Bạn đang tưới quá nhiều nước vào hoa, đừng có làm như thế. Bạn B, why? Tại sao? Bạn A sẽ nói như thế nào? If you give them too much water, they will die. Nếu mà bạn tưới quá nhiều nước thì chúng sẽ chết. Bạn B sẽ nói sao? I see. Thank you. À, thì ra là thế. Cảm ơn nha. Alright, các bạn hãy lưu ý. Don't do that. If you give them too much water, they will die. Ok, bạn A đưa ra là cảnh báo đó là gì? Nếu mà bạn tưới nước chúng quá nhiều thì chúng sẽ chết. Ok, very good. Now let's move. A survey on ways to green. A survey on ways to green. A survey on ways to go green. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo, đó là phần gì? Cuộc khảo sát về một số cách để trở nên sống xanh. Alright, activity 3. 3.
The 3R Club in your school is doing a survey. Answer the following questions by choosing A, B, or C. Activity 3. The 3RS Club in your school is doing a survey. Answer the following questions by choosing A, B, or C. Trong phần hoạt động số 3, câu lạc bộ có tên là 3RS ở trường của bạn đang làm một cuộc khảo sát. Bây giờ chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi sau bằng cách là chọn ra câu trả lời A, B hoặc là C. Alright, đây là gì? 3RS Club Survey, tức là một cái bảng khảo sát, một cái cuộc khảo sát của câu lạc bộ có tên là 3RS. How green are you? Tức là bạn sống xanh như thế nào? Alright, now question number one. If you find a beautiful old glass, you will A. Throw it away. B. Decorate. C. Use it to keep pencils in. Okay, use it to keep pencils in. Ở câu hỏi số 1, nếu mà bạn tìm ra một cái ly cũ đẹp, bạn sẽ làm gì? A. Là vứt nó đi. B. Là trang trí nó. C. Là mình sẽ sử dụng nó để đựng bút chì. Alright, bạn sẽ chọn đáp án nào? Okay, number 2. If you have a sheet of paper, how often will you write on both sides? Nếu mà bạn có một tờ giấy, bạn sẽ viết cả hai mặt như thế nào? A. Sometimes, thỉnh thoảng. B. Never, không bao giờ viết hai mặt. C. Always, là luôn luôn viết hai mặt. Alright, bạn sẽ chọn đáp án nào? Number 3. If you bring your lunch to school, you will. Nếu mà bạn mang bữa trưa đến trường, bạn sẽ A. Wrap the food in paper, gói đồ ăn trong giấy. B. Put the food in a reusable box, bỏ đồ ăn trong một cái hộp có thể tái sử dụng. C. Wrap the food in a plastic bag, tức là gói đồ ăn trong cái túi ni lông. Alright, bạn sẽ chọn đáp án nào? Okay, number 4. If you have old clothes, how often will you give them to those in need? Nếu mà bạn có quần áo cũ thì bạn sẽ tặng chúng cho những ai mà cần như thế nào? Okay, A. Sometimes, thỉnh thoảng. B. Never, không bao giờ. C. Always, là luôn luôn. Câu trả lời của bạn sẽ là A, B hay là C. Alright, question number 5. If it's hot in your room, you will. Nếu mà trời nóng, trong phòng bạn nóng thì bạn sẽ làm gì? Alright, A. Open the fridge and stand in front of it. Sẽ mở cửa, sẽ mở cái tủ lạnh và đứng trước cửa. B. Go outside and enjoy the breeze. Đi ra ngoài và tận hưởng cái gió mát ở bên ngoài. Và tận hưởng làn gió. Đi ra bên ngoài và tận hưởng làn gió. C. Turn on both the fan and the air conditioner. Bật cả máy quạt và cả máy lạnh. Alright, bạn sẽ chọn đáp án nào? Alright, number 6. If your school is 1 kilometer from your home, you will. Nếu trường của bạn cách nhà bạn 1 km thì bạn sẽ làm gì? A. Walk, đi bộ. B. Ask your parents to try you, yêu cầu ba của mẹ bạn, yêu cầu ba mẹ bạn chở bạn đi đến trường. C. Cycle, đi xe đạp. Bạn sẽ chọn đáp án nào? Alright, check your answer with the key on page 57. Count the points and see how green you are. Bây giờ mình sẽ kiểm tra câu trả lời của mình trên cái trang 57 và chúng ta sẽ đếm mình sẽ có bao nhiêu điểm và bạn xem và xem thử là bạn sống xanh như thế nào. Alright, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem trang 57 nha.
Ok, ở trang 57, các bạn thấy đây là cuộc khảo sát của câu lạc bộ BRS. Ok, ở đây người ta cho câu trả lời này. Đối với câu hỏi 1, nếu mà bạn chọn đáp án A, bạn sẽ có 0 điểm. Bạn chọn đáp án B, bạn sẽ có 2 điểm. Bạn chọn đáp án C, bạn sẽ có 2 điểm. Ok, bạn chọn đáp đối với câu hỏi số 2, nếu mà bạn chọn đáp án A, bạn sẽ có 1 điểm. Bạn chọn đáp án B, bạn sẽ có 0 điểm. Bạn chọn đáp án C, bạn sẽ có 2 điểm. Tương tự, ta có câu hỏi số 3, nếu bạn chọn đáp án A, bạn sẽ có 0 điểm. Đáp án B, bạn sẽ có 2 điểm. Đáp án C, bạn sẽ có 0 điểm. Tương tự cho câu hỏi số 4, số 5, số 6. Ok, và sau đó mình sẽ cộng lại điểm. Nếu mà bạn 9 đến 12 điểm, tức là you're green, là bạn đang sống xanh. Nếu mà bạn 5 đến 8 điểm, try to be greener, là bạn hãy cố trở thành một người sống xanh. Ok, nếu mà bạn rơi vào 1 đến 4 điểm, tức là bạn vẫn chưa có sống xanh. Ok, rồi chúng ta quay lại bài học nha. Rồi mình giả sử ở đây, mình giả sử ở đây câu số 1 của mình sẽ chọn đáp án C, câu số 2 của mình sẽ chọn đáp án C, câu số 3 của mình sẽ chọn đáp án B, câu số 4 của mình sẽ chọn đáp án C, câu số 5 của mình sẽ chọn đáp án B, câu số 6 của mình sẽ chọn đáp án C. Như vậy, ở đây như vậy là mình sẽ có 1, câu 1 mình sẽ có 2 điểm, câu 2 2 điểm, câu 3 2 điểm, câu 4 2 điểm, câu 5 2 điểm, câu 6 2 điểm. Như vậy là mình sẽ có 12 điểm. Ok, 12 điểm. Như vậy là mình là you're green, là bạn là người sống xanh. Ok, hiểu không? Ok, ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem mình sẽ có bao nhiêu phần từ từ mới trong bài này nha. Trong bài này mình sẽ nghĩ là mình sẽ có những từ mới nào nè. We have throw away, là vứt đi. Decorate, là trang trí. Ok, use it to keep pencil in, tức là sử dụng để đựng bút chì. Alright, a sheet of paper, là một tờ giấy. Alright, ta có động từ wrap, là gói bọc. Alright, wrap the food in paper, là bọc đồ ăn trong giấy. Put the food in a reusable box, là bỏ đồ ăn trong cái hộp có thể tái sử dụng. Ok, C, wrap the food in a plastic bag, tức là gói đồ ăn trong cái túi ni lông. Alright, tiếp theo mình sẽ có gì? Open the fridge and stand in front of it. Chúng ta sẽ mở cửa tủ lạnh. Fridge là tủ lạnh. Alright, ta có từ breeze. Breeze là hưởng làn gió mát. Okay, go outside and enjoy the free. Go outside and enjoy the breeze. Alright, tiếp theo ta có từ fan, là máy quạt. Air conditioner, là máy điều hòa. Turn on both the fan and the air conditioner, bật cả máy lạnh điều, bật cả máy quạt và máy lạnh. Okay, bật cả máy quạt và máy điều hòa. Alright, kilometer. Alright, okay, very good. Now let's move. 4. Interview a classmate using the questions in 3. Compare your answers. How many different answers do you have? Activity 4. Interview a classmate using the questions in 3. Compare your answers. How many different answers do you have? Ở trong phần hoạt động số 4 thì chúng ta sẽ phỏng vấn bạn cùng lớp với mình sử dụng những câu hỏi ở trong phần hoạt động số 3. Sau đó thì chúng ta sẽ so sánh câu trả lời và xem thử là bạn có bao nhiêu câu trả lời khác nhau. Ok, example, ví dụ ở đây mình có gì? What's your answer to question 1? Câu trả lời của bạn cho câu hỏi 1 là gì? Bạn B trả lời sao? Is A. Đó là câu A.
What's your answer? Còn bạn thì sao? Alright? Chúng ta sẽ làm như sau. Okay. Và trong phần này mình sẽ hỏi như sau. Bạn A hỏi sao? What's your answer to question number 1? Câu trả lời cho câu hỏi 1 của bạn là gì? Thì bạn B trả lời sao? Is A. Okay, đó là câu A. What's your answer? Còn câu trả lời của bạn là gì? Thì bạn A trả lời sao? My answer is C. Câu trả lời của mình là đáp án C. What's your answer to question number 2? Còn câu trả lời của bạn cho câu hỏi số 2 là gì? Thì bạn B trả lời sao? Is C. Đó là câu C. What's your answer? Còn câu trả lời của bạn là gì? Thì bạn A nói sao? Me too. Giống mình. Ok. Mình cũng là đáp án C. Alright. What's your answer to question number 3? Còn câu trả lời cho câu hỏi số 3 của bạn là gì? Ok. Thì mình tương tự. Mình làm tương tự. Ok. Trả lời cho hết 6 câu hỏi. Sau đó mình sẽ tổng kết lại xem thử là có bao nhiêu câu trả lời hai bạn khác nhau. Ok. Có bao nhiêu câu trả lời khác nhau. Alright. Ok. Mình sẽ thực hành cùng với phần này, mình sẽ thực hành cùng với các bạn trong lớp. Alright. Ok, we stop here. Thank you so much for your listening and see you next video. Bye.